Xin chào tất cả các bạn, tôi tên là Trần Hữu Lý. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh YouTube của tôi. Hôm nay tôi xin chia sẻ với các bạn về một chủ đề mới có tên là cái 7 cái quy trình giúp bạn thành công trong kinh doanh. Cái video này sẽ rất là hữu ích đối với những người mà mới bắt đầu kinh doanh, mới bước những bước chân đầu tiên vào kinh doanh, chưa có xác định một cái định hướng rõ ràng hay là một cái sản phẩm gì cụ thể, thì cái video này sẽ rất là có ích cho các bạn. Các bạn đừng bỏ cuộc giữa chừng mà hãy xem hết cái video của tôi nhé. Phần hay nhất sẽ có ở cuối đoạn video này. 7 cái quy trình đó chính là: thứ nhất là chuẩn bị. Bạn cần phải chuẩn bị sản phẩm. Bạn muốn biết bạn bán cái gì, bạn phải có cái danh sách. Đó chính là sản phẩm, đối tượng khách hàng. Khách hàng đó là nam hay nữ, già hay trẻ. Hành vi, tính cách, đặc điểm người đó như thế nào. Rồi bạn phải chuẩn bị cái hồ sơ. Hồ sơ gồm có bản báo giá, poster, hình ảnh, các visit card về cái sản phẩm của bạn, về cái công ty của bạn, doanh nghiệp của bạn. Là bạn phải lên kế hoạch. Bạn phải lên kế hoạch bạn bán ở đâu, bán khi nào và bán cho ai, vân vân. Cái quy trình thứ hai đó chính là tìm kiếm khách hàng. Cái này rất là quan trọng. Các bạn xác định được cái thị trường, cái khách hàng tiềm năng của bạn là ai, là bạn đã chiếm mất 80% thành công của bạn trong có khâu bán hàng rồi. Bạn tìm kiếm khách hàng, bạn phải xác định rõ cái thị trường, tập trung những cái người khách hàng tiềm năng của bạn và những cái đối thủ cụ thể. Ví dụ bạn bán mỹ phẩm, bạn hãy tìm vào những cái group làm đẹp, những cái spa, hoặc là những cái tụ tập những người phụ nữ thích làm đẹp. Bạn vào đó là bạn sẽ tìm kiếm hết tất cả những người có nhu cầu làm đẹp. Và những người nhu cầu làm đẹp chắc chắn là người ta sẽ có mua mỹ phẩm. Và bạn vào đó bạn sẽ kiếm được những tầng lớp người cần cái làm đẹp như thế nào về sản phẩm của bạn. Ví dụ như trị mụn, làm đẹp da, tẩy lông, vân vân. Cái môi trường để tìm kiếm được khách hàng nó không có khó, quan trọng bạn có tìm hiểu, tìm kiếm được hay không. Bạn không tìm kiếm ở ngoài thì bạn có thể tìm kiếm ở các trang mạng xã hội, YouTube, Facebook, Zalo hoặc là Google. Bạn chỉ cần search môi trường, cái sản phẩm của bạn là cái chỗ nơi bạn cần tìm, là nó sẽ ra cho bạn những cái đối tượng, những khách hàng tiềm năng của bạn. Cái quy trình thứ ba đó chính là tiếp cận khách hàng. Tại sao phải tiếp cận khách hàng? Đó là bạn phải biết được cái nhu cầu của khách hàng là như thế nào. Bạn cần phải tìm hiểu thông tin của khách hàng, cái tính cách, cái nhu cầu, cái mà khách hàng đang cần, cái nỗi đau của khách hàng, cái mà khách hàng cần, muốn bạn có thể đáp ứng được. Ví dụ người ta muốn làm đẹp thì bạn bán mỹ phẩm, chứ không thể nào người ta làm đẹp mà bạn bán những cái thứ không có liên quan, thì nó rất là vô ích, tại vì nó không có liên quan đụng chạm đến cái nỗi đau của khách hàng. Bán hàng chính là phục vụ khách hàng. Bạn hãy tâm hiểu tâm tư nguyện vọng, hãy hiểu được cái nỗi đau của khách hàng thì bạn sẽ nắm chắc được cái phần thành công, chìa khóa bán hàng của bạn. Cái quy trình thứ tư đó chính là giới thiệu sản phẩm và dịch vụ. Hãy trao cho họ tất cả cái giá trị bạn biết, những cái có ích nhất cho tất cả khách hàng của bạn. Cái lợi ích liên quan đến sản phẩm, cái lợi ích về cái kinh nghiệm của bạn ngoài đời, hoặc là những cái mẹo, những cái kỹ năng, vân vân, những cái gì nó rất là hay mà giúp cho người ta rằng thấy rất là có ích và thấy rằng bạn là một người có rất là nhiều giá trị, thì người ta sẽ tìm kiếm đến bạn. Hãy đưa ra những câu hỏi mở để khách hàng cùng tham gia và nhận xét. Khi bạn mà giới thiệu sản phẩm, bạn phải là người ít nói. Bạn đừng nên nói nhiều, bạn nên là người ít nói, để bạn nghe được tất cả những cái điều người ta, khách hàng người ta đang muốn, mong muốn. Người ta mong muốn cái gì? Nếu bạn cẩn thận thì bạn ghi chép lại, còn không hãy nhớ những cái nỗi đau, những cái khó khăn của khách hàng mà bạn có thể đáp ứng được. Bạn có thể tung ra một cái sản phẩm gì đó và bạn bán hàng được. Cái quy trình thứ năm đó chính là thuyết phục khách hàng và giải quyết cái các khúc mắc. Hãy tự tin và tạo niềm tin đến khách hàng sẽ tác động rất tích cực tới khách hàng
khi đưa ra quyết định, bạn muốn tạo được niềm tin ở khách hàng thì bạn phải trao ra nhiều giá trị. Lúc đầu bạn bán hàng, bước vào kinh doanh, bạn sẽ gặp rất là nhiều khó khăn, tại vì khách hàng không biết bạn là ai, không biết chắc rằng sản phẩm của bạn có tốt hay không. Người ta sẽ không tin tưởng bạn để mua hàng của bạn, người ta sẽ mua những chỗ khác uy tín hơn, chất lượng hơn. Nhưng vì vậy, người ta làm sao để người ta mua hàng của bạn? Đó chính là một cái bí kíp và cái khó nhất trong tất cả những người mới bắt đầu vào kinh doanh. Vì thế tôi mới nói với các bạn rằng hãy tự tin đi gặp nhiều người, nhiều nhóm người, nhiều thành phần khác nhau. Bạn sẽ biết được những cái nỗi đau của khách hàng, hiểu tâm tư nguyện vọng của khách hàng, và hãy chia sẻ những cái gì bạn biết, những cái có lợi, những cái có ích, có thể liên quan đến sản phẩm của bạn cũng được, còn không về bản thân mình, những cái trải nghiệm của mình, những bài học của mình từ lúc mình bắt đầu kinh doanh, hoặc là một cái gì đó liên quan, thì người ta sẽ thấy mình rằng những cái mình nói rất là hay, có ích, ý nghĩa, thì khách hàng nó sẽ theo mình, follow mình, hoặc là tin tưởng mình nhiều hơn. Cái quy trình thứ 6 đó chính là chốt đơn. Chốt đơn, khi bạn bán được hàng, bạn đã giao tiếp được khách hàng rồi, bạn đã chiếm được gần như là 60-70% về vấn đề chốt hàng, chốt đơn của khách hàng. Và vấn đề chốt đơn này chính là những cái khâu cuối cùng, là những cái kỹ năng của bạn để khách đưa ra một cái quyết định mua hay không mua hàng của bạn. Những cái cử chỉ, hành động, lời nói sẽ tác động rất là nhiều đối với khách hàng mua, quyết định mua hay là không mua hàng của bạn. Hãy thúc đẩy khách hàng kết thúc đơn hàng một cách nhanh chóng và thành công. Và muốn làm được như vậy, bạn phải có những cái kỹ năng. Kỹ năng này người ta gọi là kỹ năng mềm. Bạn có thể, khi đã biết được cái nhu cầu khách hàng đang cần cái sản phẩm đó, bạn đã tư vấn được, bạn đã trao giá trị được cho mọi người, cho người ta, bạn hãy đưa ra một cái kết luận, một cái câu chốt rằng nếu người đó không mua hàng của bạn thì người ta sẽ thiệt thòi và cảm thấy tiếc vì không sử dụng cái mặt hàng của bạn. Bạn có thể nói những câu ví dụ như cơ hội chỉ có một, hoặc là sản phẩm có hạn, số lượng có hạn, hoặc là duy nhất ở thị trường mình, ở thị trường ở chỗ mà các bạn đang sinh sống, vân vân. Những câu nói, những câu chốt mà làm cho khách hàng bắt buộc phải mua, đó chính là đưa ra một cái quyết định nhanh chóng mua hay không mua. Và mình cũng vậy, khi mình bán hàng, mình cũng có tâm lý rằng mình muốn bán hàng cho những khách hàng mua nhanh, bán nhanh, chứ không thể nào mà mình cứ dây dưa cả ngày mà giao tiếp được có một khách hàng, làm cho mình mất thời gian mà cuối cùng không được kết quả gì cả. Cái quy trình thứ 7 đó chính là chăm sóc khách hàng. Cái quy trình này sẽ rất là quan trọng đối với những người có thể mua hàng hoặc không mua hàng của bạn. Những khách hàng như thế, bạn không được suy nghĩ rằng mày không mua hàng của tôi thì thôi, tôi không chăm sóc bạn. Bạn đừng quan niệm như vậy. Bạn hãy rộng rãi và thoải mái chăm sóc hết tất cả các khách hàng, từ người mới, khách hàng mới, khách hàng cũ, khách hàng thành công hay là khách hàng không thành công. Điều đó sẽ củng cố cho bạn cái sự hài lòng từ khách hàng. Những cái khách hàng cũ, người ta sẽ tạo cho bạn mối quan hệ lâu dài, và quan trọng nhất, người ta sẽ đưa ra cái lời giới thiệu với những cái khách hàng mới đến với bạn. Người ta sẽ nói rằng cái người bán hàng đó có tâm, người bán hàng đó nhiệt tình, sản phẩm đó rất tốt, chỉ có duy nhất chỗ đó có thể bán hàng được như mình mong muốn, hàng bảo đảm, vân vân. Cái lời giới thiệu rất là quan trọng. Và khi mà đã có được rất nhiều lời giới thiệu rồi, bạn sẽ không mất một đồng tiền nào về quảng cáo, mà bạn chỉ mất cái đó, mất lúc đầu chính là cái sự trao giá trị. Trao giá trị cho một người truyền cho người này, người nọ. Sự truyền miệng qua lại sẽ tạo ra một cộng đồng người. Khi đó sự uy tín của bạn càng lên thì bạn bán bất cứ một mặt hàng gì cũng được, không chỉ rằng bạn bán một mặt hàng. Trên đây là tôi đã nêu hết tất cả 7 quy trình để giúp bạn thành công trong bán hàng, những người mới bắt đầu bước vào kinh doanh. Nếu các bạn thấy cái video này hữu ích thì các bạn hãy cho tôi một cái lời comment, bình luận, chia sẻ và đăng ký kênh của theo dõi của tôi. Tôi sẽ ra những cái video tiếp theo trao cho bạn nhiều cái giá trị hơn. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.